nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi? 30 mấy năm. Còn ai nữa ta? Đây. Wow. Quá đẹp. Wow, xinh quá. Thôi mình vô trong cho mấy người sau tới chơi sau đi. Rồi. Rồi, mình cứ đứng đây thôi. Làm gì cũng được. Được. Quá đẹp. Ngồi đi xuống, trời ơi, mình đâu. Đâu mình quá trời rồi, mình nói sao mình. Nhiều mình quá trời luôn. Đúng rồi. Vân ở xa quá, nó đi xuống nằm ở dưới. Tham em một người một cách chơi đó. Tham ở nhà, tham rồi. Đi đẹp em ơi. Nhận chứ. Trời ơi. Đâu rồi, này. Đi có mình ở Trang, đi có mình ở Thái Bình. Đây, đây. Bên này là mình, đây đi với ai? Ai chở con chở? Bên kia ai ngồi đó? Bên này có đó. Ở đây. Ba đứa chở. Rất là già để đi xa đi. Ồ vậy Vân đi có mình à? Dạ, đi có mình à? Chứ đi mấy mình. Chị Dung này ai cũng đi mình thì nên em đi mấy mình. Cái luôn nàng ngồi cho nó dễ đối diện nó nát chuyện cho dễ. Nát chuyện cho dễ. Không nó có ai đâu. Còn đâu có ai đâu chị em mình. Chị Nam thì ba người à. Chị Tốt với Hải Quyên đúng rồi, Nam có ba người. Ồ bà Sơn hả? Không còn sao Quyên đâu. Không, Xuân Hương. Ừ, thắng rồi ra sao không thấy ra. Bây giờ các bạn gọi là bên đâu bên Tam Minh. Vậy thôi mình gọi món luôn mấy người chờ ai nơi đi chợ đi bạn. Ai ai giỏi đi chợ đi chợ đi nha. Ai giỏi đi người nhà đây nè. Chị Hà chờ đó. Chị Hà chờ. Chị Hà cũng đi đám cưới nữa. Chờ chờ về lại. Dạ. Đúng rồi, đám cưới thì vô nhỏ nè cho mấy người nhậu. Nhậu. Gọi đi. Bóng nào đây trời. Thì hai quấn kìa. Dạ. Dạ đúng rồi. Là con trai. Con trai nè. Con trai nghĩa nhỉ? Con gái lớn không? Ừ, chị Hà. À, chào sao. Phải không Sơn? Con đi không đóng sao? Wow. Ai cũng vậy hết Sơn. Không phải mình Sơn đâu dạ. Hồng ơi là hòa đồng luôn á. Cái lần đầu tiên mà gặp nhà tuệ, nhà tuệ nhà. Lần đầu tiên luôn á mà hòa đồng dễ sợ luôn á. Dạ, dạ, thường. Anh có sinh hoạt ở đâu không? Có sinh hoạt. Ờ, trên vậy cho nên là giờ chung ca đàn luôn. Thiệt à? Bạn đi. Ôi, sao không? Sao? Sao? Không, Huy em biết sao không? À, Huy là xa, đi tới đói rồi. Chỗ đi ăn nhá. Đồ thường. Thôi mình đọc kinh Lai Cha nhé. Nếu mà nói về cái áo màu hồng đó là viên quá nhỏ, cố tình mà cố tình.
Ê, bà Mỹ á, đây ngồi đây. Nãy sáng Uyên Uyên đi tới kia mà mình ngồi đây mình còn nhìn thấy Uyên luôn á. Không có đồ mới tập ngay đó tại Uyên đúng không? Không phải tại vì mình tại vì cái mắt mình tinh cho nên là dù Uyên có nhỏ mấy mình cũng nhìn thấy. Uyên vừa mừng rồi đó, cả lắm luôn rồi kìa. Mình gọi quá trời Uyên có nghe không? Anh Tuệ là chỉ nghe câu đầu thôi. Đúng rồi. Câu sau là không được. Chết rồi. Chết rồi anh đi vậy. Nhưng mà thường á, những người đàn ông á, cái miệng nói vậy nhưng mà thật sự rất là tốt. Tốt gì? Đúng rồi, tốt lắm. Trung thành với vợ, không có dám mấy đâu. Chỉ cái miệng thôi. Cái quá miệng nói cho nó đã vậy thôi, có làm được cái gì đâu. Ý á, tự nó có làm được cái gì đâu. Bữa trước đi lạc hai bóng vòng, không có làm được cái gì đâu. Mà làm được cái gì đâu, mà làm được cái gì đâu. Không hiểu. Làm nhiều việc quá, nhiều việc. Giờ chị có hỏi Trinh là Trinh trả lời thẳng. Tại vì Trinh giờ là thật lắm luôn. Trinh giờ là Trinh giờ là khác ngày xưa nhiều lắm. Không, mà Trinh giờ là chết cái này như chàng này, phải không? Bây giờ rét rồi nè. Tại vì Trinh giờ còn biết chụp hình, chụp ảnh này kia. Đưa lên nè, ai chim rồi chưa? Không, chưa like chim. Chưa like chưa? Ai lấy chip thì chưa. Bữa nào à? Chưa lấy chip mà nó chưa biết bữa tới đó rồi, nên để biết đúng được chào rồi, biết tới đâu rồi. Ờ, tới ra rồi. Biết cho tao vui rồi, đúng rồi. Ờ, không làm gì đó, view. Rồi, nghe rồi, chị hạ kêu kìa. Cuộc tâm đối lắm, nãy là đang hiếp rồi. Nhưng mà chị hạ lời nha. Rồi, qua mà người ta chê cũng vô đi nha. Quá ra. Lần nào cũng nhìn thấy là người xưa cảnh cũ. Bây giờ có cảnh mới mà không chịu chụp hình. Mấy người xưa cần cũ đồ mới thôi. Chị ơi, mấy ngày sau chị chồng thay đồ ghê không? Mấy năm 81 à? Mấy năm 81 hay là hàng cháu mấy năm rồi? Chụp xong rồi chứ. Mấy năm rồi à? Mấy năm rồi à? Nhiều khi mình mới like xong mình bỏ á. Biết mình có like lâu không? Làm sao mấy không chưa đấy. Ai? Thì ra là chị làm như thế. Có một tấm là chị làm mấy lần luôn, có gì đây. Không lần đâu biết đâu. Không có tổng đâu sao nó chưa đâu. Thế nó thằng con. Thế hai người mới bỏ mạng sao giờ nó không lên. Ngày nào nó không lên. Bà mẹ ở tí xấu hổ quá. Ba tấm giống nhau luôn. Ôi con chú là con. Thế sao rồi đấy? Nó lại cho mình làm gì đó. Rồi 1, 2, 3. Làm mấy tấm đi con. Dạ. Rồi mình đổi kiểu nha. Ở đây các cô giờ con cứ bóp thoải mái. Để rồi 1, 2, 3. Dạ. Rồi. Làm cái này luôn. Mỗi cái gì. Chụp thoải mái đi. Để hai người luôn cái nha mấy. Rồi. Rồi. Mình bên thôi. Mình chơi nha. 1, 2, 3. Rồi dễ thương quá. Cảm ơn con nha.
rồi. Cái chim. Cái chim. Là mình nè, có thể là mình nè. Là mình là cái chim. Rồi hát bài đi. Hát bài đi. Nhau. Trai cho nhau tình yêu tình lại người. Gần nhau trai cho nhau tình yêu đừng tan dối. Gần nhau trai cho nhau ăn mắm nhân loại này. Tình yêu trai cho nhau xây đắm trên tình người. Cho dù đừng thay đá ra gì, cho dù hẹn mà ta xuống bay, gần quá ngao ngán, đường chưa xong núi.